Bình giật kinh phong hả bé? Bà ơi, bà ơi, giữ giữ. Ủa? Tại vì người ta boxing ta vậy đó. Ủa, giật kinh phong. Mấy boxing là hay chảy nước mũi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và ngày này cũng đã tới, Hằng sẽ lại hát cái câu là: hôm nay em muốn đi ăn gì đây, 4 giờ chiều đến rồi. Cái story này thì nó rất là hay nha mọi người, nhưng mà riêng cái giọng hát con Hằng thì thôi ngại sao, xí xóa bỏ qua. Tại vì cái series này là làm lại một lần nữa xuất hiện, mình tạo cái dư chấn chấn động trên kênh S Channel là hôm nay tại sao tụi tôi quyết định tái đấu. Mà không chỉ tái đấu bình thường, hôm nay là đại hội đấu trường ăn cay. Tìm ra đâu là món ăn cay nhất của 4 nhà hàng bán đồ Thái mà nổi tiếng nhất ở Sài Gòn. Sau lưng chúng tôi là nhà hàng ăn cơm uống nước. Và tụi mình hiện tại thì đang có mặt ở ăn cơm uống nước. Và cái quán này nó lại yên tĩnh, không dám nói chuyện. Thôi kệ, không sao đâu, mình sẽ tới đây mình khuấy động. Mình ăn thôi, mình tới đây mình ăn thôi, mình thách đấu thôi. Đó, quán này hình như là của anh Quang Đại. Ủa? Ủa vậy hả? Anh Quang Đại đấy. Mà anh có cổ phần em đang chứ không phải là hoàn toàn của anh. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ gọi món. Cho em hỏi xíu là menu của mình á, là những món nào là món cay nhất của quán? Món cay nhất của mình là tôm dung sa tế. Tôm dung sa tế. Tôm dạ sống sốt Thái đi. Mà cay khùng cho đi. Tụi em thấy đang cay lắm. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Mời em xơi, mời em xơi. Trời nói thiệt nha, nó thông cái mũi em luôn á. Không ạ, mình ngồi thôi mà cái mùi sặc ớt nó thông mũi luôn. Nè mọi người nhìn chị là mọi người biết là chị ăn cay nó cỡ nào rồi nè. Thu đi để lại lá vàng, ăn cay để lại muôn vàng vết thâm. Ui em ơi, hay quá vậy. Câu này mới nghĩ ra. Em mới nghĩ trong đầu luôn á. Rồi bây giờ thì tụi mình đã gọi ra đây hai món. Ê mọi người chấn động nha, mình càng quậy cái nước nó càng sẫm đỏ hơn. Và đặc biệt là ớt khô. Có nghĩa là ớt đang chiết ra. Trời ơi, lấy sụt cận nghe nha mọi người, con tôm nó búp. Đừng có mà bài đặt dùng câu nói lấy sụt cận giùm em để mà gắp cái con tôm đó em đi. Em nghĩ tới video thôi. Thôi 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 đi. Dạ. Như chị nhân viên đã recommend tụi mình, món này là một món rất cay của quán. Đó. Trời ơi, nó đã. Cái vị tôm dùm mọi người. Đi đi đi, bán đi. Cái vị tôm dùm đúng là chỉ ăn của ẩm thực Thái mình mới có được cái hương vị này thôi. Chua mà nó cay mà nó thấm vô chỉ từng cái tế bào lưỡi của mình. Nó đã. Mà tao nói trời này mà mùa mưa mà tao nó đi ăn nó nhức cái nó. Để chị quay cận dùm cho bé. Thơm. Ê cái tô này á, có con tôm, à hai con tôm này gì thứ. Nhưng mà con này sẽ là của em. À. Trời ơi tôi muốn gì. Ở đây thì trong cái tô mà súp tôm dùm này thì tụi mình sẽ có nấm này, rồi tôm này, rồi mực. Hình như là mình cảm giác được ở trong đây cũng có một tí nước béo giống như kiểu nước cốt dừa ấy. Món này cũng chấn động đó mọi người. Món này hồi nãy mọi người thấy là tụi mình kêu là tôm sống sốt Thái, nhưng mà kêu làm thêm siêu siêu cay. Vô nha, rót lên nha. Má ơi, sốt Thái nó đặc quẹo lại nha. Mình chơi thử thách đi, mỗi đứa một con tôm, một miếng ớt vậy nè. Chị chơi đi. Chị ơi, chị ác quá. Đó là phần thưởng cho nhà du lịch. À, nhưng mà phần tôm sống sốt Thái này mọi người có thấy là nó có khổ qua nữa không, rồi một chút rau ở bên dưới này nữa. Đây nè, độn mọi người, như kiểu là độn lên để làm cho cái dĩa nó nhìn nó sum sê và nó trời đẹp hơn. Trời ơi, chứ chị nghĩ sao không lấy một núi tôm cho chuyện vậy hả? Tôi nghĩ vậy bà. Tại vì cái phần này cũng tầm 200.000 đấy. Nhưng mà tôm ở đây thì nhìn khá là to so với mặt bằng chung tôm sống mà thường mình hay ăn ấy. Cứu nè, tôi chỉ mọi người nè, nhìn là biết người nào biết ăn tôm, người nào biết ăn liền. Cái thằng phí không? Cái người mà vợ ăn cay mà không có trình độ là nó như vậy nè mọi người. Cái này cay nó hổn hơn rất là nhiều so với cái tôm dùm này. Nên là nếu mà chọn ra cái em mà gọi là quán quân cho cái cay ở trong cái nhà hàng ăn cơm uống nước này thì mình nghĩ là mình sẽ chọn cái tôm sống. Tôm sống sốt Thái tại ăn cơm uống nước là món cay nhất. Okay. Nhưng mà đáng thử, nên thử cho mọi người. Nha, rất ngon. Cái này mới có một xíu chặng đường thử thách hôm nay thôi. Tôi tưởng như là tôi đánh gục được hai bà, không sao. Không, tôi sẽ ráng, tôi gồng lên nè. Còn nhiều thử thách với những món siêu cay ở đằng trước nữa. Kìa trước kìa kìa, thấy chưa? Rồi, và nghe đồn đây là một trong những cái quán mà Khánh rất là thích nha mọi người. Đây là quán ruột của Nam Khánh nha mọi người. Và Nam Khánh cũng đầu video là Nam Khánh cảnh báo với tụi mình là cái quán này rất là cay. Nhưng mà tụi chị còn kêu thêm cay nữa thì tụi chị có gì tự chịu trách nhiệm đi nha. Không có chịu đâu. Nhưng mà đặc biệt nha, ở đây thì có ớt đỏ.
là bình thường. Nhưng mà ở đây có cả ớt xanh. Mọi người nhìn nè, cái ván ở trên thôi là các bạn cũng thấy được cái sự sa tế trong đây. Hồi nãy tụi mình có hỏi thì nước tôm dùm trong thì nó sẽ không cay bằng tôm dùm béo. Cái tôm dùm béo nó sẽ đậm béo bằng cay hơn nữa. Trời ơi, ớt nè. Ớt không mà mọi người. Củ riềng là cái đặc trưng của ẩm thực Thái, mà thiếu nó là cái người đã xem có. Cái độ cay mà thêm cái độ nồng của củ riềng nha mọi người. Nó phê mà cứ nghiến cổ họng luôn á. Nêm nếm rất là vừa miệng. Và một cái là không biết sao mà chị cảm thấy nó rất là đậm đà ấy, nó kiểu nó đậm đà. Nhưng mà nếu như món này mà các bạn kêu là không cay á thì mình nghĩ là nó sẽ không ngon. Nên là các bạn hãy thử thách bản thân mình bằng cái việc là tới đây và gọi một cái phần cay bình thường để mà các bạn cảm nhận được nguyên cái vị đậm đà của cái lẩu súp tôm dùm ở đây. Và mọi người thấy là cái phần đề co của nó rất là khác biệt so với những cái quán khác nha. Rất khác một cái khác là lửa hả? Và topping chính ở đây mà mình thấy đó chính là ớt nha mọi người. Mình đảm bảo các bạn múc muỗng nào là có ớt muỗng nấy này, nấm rơm rồi xả đó. Làm nổi bật chính của món này thì chính là cái nêm nếm ở đây rất ngon nha. Nè. Zum. Con tôm á. Cái vỏ tôm. Chơi vô tôm. Chơi cái này mà ở quận 8 mà mất cái bàn tay. Biết sao nãy giờ ăn cay cái mụn tôi nó cồn cao quá bà. Chưa nha, chưa đi được nửa chặng đường, đừng có mà bày đặt rớt nước mắt ở đây. Nước mắt không giải quyết vấn đề, chúng tôi ở đây giải quyết bằng sự công tâm nha. Đúng. Cái mụn cồn cào quá giờ sao? Làm food review thì phải biết chuẩn bị cho mình những cái cái gì đó mà làm cho cái bụng mình nó khỏe lên. Cái đường ruột của mình nó phải chắc. Là phải biết bịch đầu này lắc đầu kia để cho cái sự hàng phòng vệ của mình nó là cứng cáp lên. Mà ngoài làm food review thì còn làm TikToker. Mà dạo gần đây các bác sĩ ở trên TikToker đã chia sẻ rất nhiều về những cái bí quyết mà để bạn có một cái đường ruột khỏe, một cái bụng khỏe rồi mà bây giờ vô đây khóc lóc là sao? Quên rồi bạn ơi, tôi đã có vàng cái bài lại tôi không nhớ. Ta đà. Bà làm gì bà làm? Sao bị phát mới không đỡ edit người ta lòng được. Men ống vi sinh 4 tỷ bào tử Bacillus Clausi. Trời ơi mọi người, thương hiệu của châu Âu nha. Uống một cái thôi là giống như là mình tạo một cái lớp màng bảo vệ cho cái bụng của mình. Thiệt là khỏe, thiệt là mạnh. Đúng 4 giờ chiều bà uống cho tôi một ống. 4 giờ chiều uống một ống là bụng bà bao khỏe. Bà ăn cay, bà ăn nóng, bà ăn cái gì bà ăn cũng được. Tại vì bụng bà khỏe, đường ruột bà tốt rồi. Đó, nghe chưa, cho nó một ống đi. Ai nha, cho tôi ống đi bà. Nhà thì giàu mà đi xin của người ta có thấy ngại miệng không? Già mà phố bố làm to đồ đó. Mặt dày lắm. Mặt dày lắm. Đi xuống tiệm thuốc tây mua liền. Tiệm thuốc tây Bắc Trung Nam ở đâu cũng có bán hết. Đi xuống dưới mua được có xin người ta. Cái này là tôi cấm bà Hằng. Sao vậy? Gạt ớt ra, tại vì nó là cái đặc sắc. Mỗi một con là phải một miếng ớt, một miếng tỏi và cái phần ở trên là xanh xanh nha. Là ớt xanh nó nhuyễn ra. Cay mà quắn quéo luôn mấy chỗ. Nó cay mà lung lay luôn mấy bà. Ớt cay quá, nước mắm mặn quá, khổ quà đắng quá. Tôm thì tươi quá. Chị đưa ra những cái nhận định nó mang rất là hàm ý luôn á. Rất là chi tiết nha. Chi tiết lắm luôn. Tổng kết là nó ngon hay không ngon? Nó quá đã mọi người ơi. Cái này là nó cay mà nó bao hết cái đầu lưỡi luôn. Và càng ngày càng nuốt một cái tưởng là hết cay rồi nhưng càng ngày nó càng cay lên. Nhưng mà bên cạnh nêm nếm hơi mặn mặn một xíu. Nói chung là kết hợp lại thì mình thấy là nó hài hòa. Thà vốn nào cay nhất? Tới cay mà tới giờ mà vẫn còn xuyết xa luôn á, thiệt sự luôn á. Cái này quá cay, còn cái tôm dung này thì nó cay là nó cay cái mắt mình thôi, nó cay cái ánh nhìn mình thôi chứ còn cái hậu vị cay nó không bằng. Tầm tầm thôi. Cái này đỉnh lắm nha. Bạn nào mà thèm Thái Lan đó là tới kêu cái rổ này là dính luôn. Let's go đi tiếp quán tiếp theo. Bây giờ tụi mình đang có mặt tại quán An Thái Túc Túc. Đó, đây cũng là một quán đồ Thái nhưng mà giá sẽ gọi là học sinh sinh viên hơn. Ông ơi, nãy gắn liền với lại thời học sinh của thời sinh viên của chị Thư. Hồi xưa chị kêu là mỗi lần hồi xưa lúc mà chị là sinh viên năm nhất mà chị có tiền chị rủng rỉnh là chị sẽ ghé đây ăn. Đúng rồi, hồi xưa mà được ghé đây ăn là một cái gì đó hạnh phúc lắm mọi người, kiểu như là mình tự thưởng cho mình á, kiểu như là một cái dịp gì đó mà mình học giỏi thì mình cảm thấy ôi mình giỏi quá, mình đi ăn là được ghé đây ăn là hạnh phúc tự hào lắm. Đó là vậy, cùng ăn thử coi cái quán gắn liền với tuổi sinh viên Tôn Đức Thắng chị Thư ăn sao nha. Nhưng mà tính ra nãy giờ trong ba quán mình đi nha thì quán này là quán lâu đời nhất. Bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ không hỏi cái anh phục vụ tư vấn nữa. Đúng. Tôi chọn luôn là vẫn là tôm dùm với lại tôm sống Tôn Thái. Đúng, tụi tôi sẽ cùng tìm xem là hai cái món này thì trong các quán tụi tôi đi thì là món nào cay hơn món nào. Rồi cái phần nhìn á thì nhìn cái ở đây nó thân thiện hơn ha, nó không có cay bàn và nó không có cay luôn á, không cay, không hề cay. Nhìn nó không ớn luôn á bạn. Tôi nhìn là tôi thấy không là gì với tôi.
đây coi. Bà đừng có mà gáy to, chẳng qua là hồi nãy chẳng qua lại bà cứu nó thôi, nhờ bà chỉ cho nó cái mà men ống vi sinh bốn tử bào tử bacillus lucy thôi, chứ không có nãy giờ khóc la sùm. Nhìn nó thân thiện quá. Mọi người ơi, này giống cá lóng. Cá lóng đúng không? Nó là dài mùi, cái mùi nước dừa, nước dừa rất là thơm. Nói thẳng luôn thì cái này nó mất cay, không hề cay luôn. Rất là dễ ăn, đúng nghĩa là một cái món tôm dùm cho các bạn học sinh đó. Nhưng mà mình đã chọn món tôm dùm rồi. Mình đã chọn món tôm dùm thì nên là món cay. Còn tôm dùm mà như thế này thì nó giống cá lấu nhiều hơn. Thế mà bà nhảy qua đây này, cay chấn động đạp. Xong bây giờ tụi mình tới món này nha mọi người. Tôm sốt Thái. Vô một tiếng. Không cay. Không cay. Về cái vị cay thì nó vẫn đúng chuẩn là cay hơn so với lại cái tôm dùm mà mình mới thử. Nhưng mà cay gọi là nó không có lên được cái đỉnh điểm là mình tê cái lưỡi. Cái là ăn xong đó mọi người, mình cảm thấy hơi thất vọng một xíu. Là tại vì mình vẫn muốn hy vọng ở một cái gì đó nó có điểm nhấn hơn. Thật ra là bản thân với giá tiền này, mọi người được ăn con tôm và tôm cũng khá là tươi. Gia vị cũng tươi, tươi phải, tuy không phải là xuất sắc, nhưng mà với giá tiền này thì mình nghĩ là ở những ngày mà cuối tháng mà mọi người vẫn thèm đồ Thái thì đây vẫn là một cái lựa chọn hợp lý. Rồi thì chúng ta sẽ đến với quán thứ tư. Rồi, ở đây thì tụi mình vẫn là hai món cay nhất quen thuộc, đó chính là tôm sống sốt Thái và lẩu tôm dùm. Ngán nha. Vậy là chúng ta đã tới những cái giai đoạn cuối của trận đua rồi, mình phải chạy nước rút. Tại vì mình không phân được thắng thua mà bây giờ thêm một cái trận gọi là trận ba bt thì là nó... vòng đá luân lưu bà ơi. Ôi trời ơi, tiếng Anh. Hồi nãy giờ, từ nãy tới giờ á là chỉ có Hằng là nếp dế thôi. Bây giờ để coi coi là tới cái vòng luân lưu này ai là chiến thắng. Đúng, nên là bây giờ công tâm mà nói thì là múc ra cho nó đều. Múc ra đều cái xong ăn đua. Ăn đua. Rồi ok. Ok, bây giờ là bụng ai cũng khỏe rồi, ai cũng đã uống men ống vi sinh 4 tỷ bào tử Bacillus Lucy rồi, bụng ai cũng đã khỏe. Yeah. Đường đã tốt rồi thì là ăn tới bến luôn nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn đua. Get good. Ngon. Quán này ngon. Nhưng mà nó hơi Việt Nam. Chị thấy nó hơi Việt Nam chút. Ăn dữ vậy má. Ngon chua, cay ngọt nhẹ. Đủ rồi đó. Đáng tươi. Hết bạn Thu gọi cho chị cả. Alo anh. Ê, giấu chén được bà cho bà thua. Rồi thôi dính. Rồi thôi dính hả? Khán giả ơi, khán giả ơi. Ê, nó gì nè. Quá hết bệnh. Trời đất ơi. Ta-da. Xin lỗi mọi người, xin lỗi khán giả nha. Tại bình thường là mình vừa ăn mình vừa nói rất nhiều, nhưng hôm nay là mình thi đấu. Ở đây tôm dùm nha, nấu rất là dễ ăn, không có quá cay đâu. Và mình thấy tôm dùm ở đây là tập trung vào cái hương vị của cái vị béo của nước cốt dừa nhiều hơn là cái vị cay hay là vị chua. Đó, nó sẽ không có những cái loại củ khó ăn như là củ riềng. Những bạn nào mà ngại những cái mùi á thì vẫn có thể rất là dễ dàng ăn cái món ở đây. Và đặc biệt mình thấy có một cái đặc biệt là nấm ở đây rất là tươi. Thậm chí là em cảm thấy là nấm là cái highlight của món luôn, không phải là thịt nha. Chị ăn xong thằng trả tiền. Ủa? Ủa gì vậy? Ngồi đó gãy đầu tiếp đi. Rồi đây là xong rồi đó. Trời ơi, mọi người công nhận là cái nhà hàng này, cái món tôm đẹp. Nãy giờ là trang trí đẹp nhất. Cay nè. Nhưng mà ngon. Thấy là nước sốt nó hơi ít. Đúng, bên kia là nước sốt là nhập ngụa luôn. Bên đây hơi ít nước sốt một tí nên là ăn cảm giác tôm nó ngọt nhiều hơn, với lại cay nhiều hơn chứ nó không có cái vị mà chua chua. Và món cay nhất thì sẽ là tôm dùm ở bên sơm Tinh Thái. Sơm Tinh Thái đúng rồi, là hoa hậu luôn á, hoa hậu của món cay. Em cũng công nhận là món tôm dùm bên Sơm Tinh Thái làm rất là đặc sắc, bởi vì trong đó nó có rất nhiều loại gia vị khác nhau, ớt mà không phải ớt một loại, hai ba loại luôn đấy, nhưng mà rất là đáng để thử. Rồi ngày hôm nay thì mình vẫn luôn giữ được phong độ, đó chính là xuất sắc vượt qua thử thách. Đúng rồi, vượt qua thử thách. Đầu tiên là món ăn khổng lồ, xong giờ đến món cay. Ngày hôm nay thì mình có thêm một người bạn đồng hành nữa, chính là Nam Khánh đã lội ngược vòng thành Á Hậu 1 nha mọi người. Bởi vì là tụi mình nhờ có men ống vi sinh 4 tử bào tử Bacillus Lucy đó. Ngày hôm nay em hơi xui là em đã đau ví tiền rồi, bụng em thì nó cồn cao. Nên là em xin hứa từ nay em giữ sẵn cái men ống vi sinh 4 tỷ và tử Bacillus Lucy để em tuyên chiến lại với mọi người. Nè bây giờ tôi test bà một câu nè, bà mua cái đó ở đâu? Tôi chắc chắn là tôi ra nhà thuốc tôi mua rồi. Nhà thuốc nào? Nhà thuốc nào cũng có hết. Trời ơi, tôi học được bí kíp rồi đó. Cứ chờ coi đã. Mọi người hãy đón xem cái số
tuyên chiến của tụi tôi ở tập sau của Team Ăn Hành ở series 4 giờ rồi ăn gì đây. Rồi và các bạn cũng đừng quên là vào ngày 20 tháng 7 ở trên Hôm Nay Ăn Gì sẽ có một cái tour gọi là kéo mút dân văn phòng nghe hấp dẫn, các bạn nhớ chờ xem nha. Sao vậy? Tôi bất ngờ. Bà bất ngờ gì? Các bạn khán giả khi nghe thuốc của 20 tháng 7. 20 tháng 7 kéo mút dân văn phòng. Ê, kết clip đi, đau quá. Tôi diễn đau quá. Rồi, và mọi người muốn tụi mình ăn gì trong những số tiếp theo nữa thì đừng quên comment bên dưới cho tụi mình biết ngay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share và subscribe với channel. Men ống vi sinh Enterotermina thích hợp cho người lớn, bổ sung đến 4 tỷ bào tử Bacillus lausi, điều trị và phòng ngừa rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột. Enterotermina, men ống vi sinh cho đường ruột khỏe. Công dụng Enterotermina khi dưỡng với thành phần của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.